Hello anh em nha, lại một mùa giải quân hoàn chiến đã đến rồi anh em ạ. Và bất ngờ mình lại gặp được WZ. Trời ơi, duyên phận đưa đẩy anh em ơi. Mình lại nhảy cổng trời như mọi ngày thôi anh em. Quân hoàn chiến thì bán không phải rén rồi, auto cổng trời thôi anh em ạ. Nên là bạn nào vô quân đoàn mình thì cứ cổng trời mà quất nha. Nhân tiện nói về quân đoàn thì quân đoàn của mình vẫn đang cần tuyển người nha. Bạo này thì mình hè rồi nên là mình cũng muốn các bạn cày quân đoàn chiến nhiều ấy. Nên là bạn nào muốn vô thì bắt buộc phải cày 100 điểm trên một tuần nhé. Nói chung là khá đơn giản mà cũng không khó lắm đâu anh em ạ. Nên là bạn nào chăm chỉ xíu thì vô giúp mình nha. Vô mình chơi giao lưu được. Nếu bạn nào cày được 100 điểm thì cuối tuần mình sẽ cho bán giải những người 100 điểm với nhau. Giải trung bình 111 kim cương thôi anh em ạ. Còn ông nào cày được 200 điểm thì lên 150 kim cương. Thế thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Ông nào bắn được thì vui chơi có thưởng anh em ạ. Nên là bạn nào vô thì cứ inbox cho mình nha. Và đến tận cỡ giữa tháng 6, tháng 7 thì ấy, mình sẽ bắt buộc được tên ấy. Thế là bạn nào muốn vô thì cân nhắc giúp mình nha. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ nha. À quên mất anh em ơi, trời ơi cái ông này nha, ông kiểu nhiều ông ấy chứ hỏi mượn ông này, kiểu là mình thì đang mượn kênh của Đạt ấy, mình đang video, mình tuyển thành viên quân đoàn các thứ ấy, mấy ông tưởng mình là Đạt xong IP cho Đạt các thứ, kêu bảo vào quân đoàn, xong rồi hôm qua Đạt mới nhắn cho mình bảo là mấy ông này nhắn tin nhiều vãi toàn bảo xin vào quân đoàn, nên là mình sẽ đính chính ở đây là mình bán nha, mình là mạnh đi o chứ không phải là Đạt luôn đi đâu nha anh em. Để mạnh đi o tuyển thành viên quân đoàn thôi nha. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Tôi cần trang bị.
kill. Đã định.